anh em, qua quê không nhận phong bì nhận khẩn trương. Em lộn lời anh ấy, giờ tay thổi quen. Làm sao? Nhìn anh mày đánh em đi, chút ngày đánh em đi kìa. Tay mày cầm cái búa to tổ bố thế này mày không chém cho nó cái. 1.000 một miếng cu đơ, 2.000 hai miếng cu đơ, 1.000. Lúc nãy ngươi bảo ta vào ăn hai cái món gì nhỉ? Thân bảo Ngọc Hoàng ăn hai món là xôi xéo và chim cút. Hai cái món ấy, ta ăn mỗi món một nửa. Dạ. Ta ăn chim và ăn xôi, còn cút mới xéo là phần ngươi nhá. Bố láo. Người ta không dùng xôi dùng thủ nữa đâu. Dân chơi người ta gọi là độ loa. Ban đầu là buồn cười lắm, chắc là không nghiên cứu. Thường người ta độ quả 28, quả 32, quả 36, 38 là đại to rồi. Con này không nghiên cứu, nó độ quả 42 nên trông kinh khủng. Đi máy bay là người ta không cho đi đâu. Sao? Ôi trời ơi, nó độ lồm cà lồm cổm như thế mà lên trên đấy áp suất nó chênh lệch ấy, nổ vỡ mắt người bên cạnh ấy. Cho hỏi đầu, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Anh hỏi thì đầu xin thưa, vườn hồng vẫn có nhưng không cho vào. Ôi, con não thì bỏ ra mà dùng đi chứ. Đâu chỉ được đôi múa thôi à? Nam Tào này, ngu dốt là kẻ thù của tâm hồn. Plato nói thế. Plato là ai? Plato là thuốc đau đầu. Ông bảo đường thẳng luôn đè được vào đường thẳng, nhưng mà đường cong nó không bao giờ đè được đường thẳng bởi vì nó luôn cong. Cầm lấy tờ giác phong này nhá. Tờ giác phong là gì hả? Đại loại nó là tờ giấy A4 con ạ. Có phải tờ A4 là bố cháu vẫn hay nói không ạ? Bố cháu nói thế nào? Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no. Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Anh đi tìm em hoàng tử, tìm ngôi sao hôm. Em ước gì chó chỉ chạy trong thành phố, nó gặp cảnh tắc đường, thời gian sẽ trôi chậm hơn. Ta giao cho ngươi phụ trách cái phần chơi này. À. À, mà nhớ là phải chơi làm sao cho nó thật vui, thật thoải mái, và làm sao cho nó thật hoành tráng, nhưng mà phải tiết kiệm, nghe chưa? Ôi, ta đi. Đầu tiên đó là táo quy hoạch. Nghề nghiệp của anh là quy hoạch, nhưng sở thích của anh là chơi ô, ăn quan và đánh bùn sang ao. Còn đây là táo kinh tế vô cùng đẹp trai. Anh ấy là người hào phóng. Hào phóng đến mức thỉnh thoảng anh phóng ra từng hào. Biết đây là ai không? Gái. Ăn mặc kiểu gì mà toàn thịt là thịt đấy. Sao lại gọi là gái? Phải gọi là hot girl. Con dở hơi phơi nhiều thứ kìa. Con sao mày cứ ngứa mồm thế hả? Đây bây giờ chị về hưu rồi đấy. Cho nên là nó coi thường tiếng nói của chị. Còn cái hồi chị làm việc ấy à, nói có người nghe, đe có người sợ, nợ có đứa không dám đòi đấy. Bọn học sinh nó đi học nó không kêu thì thôi, đâu có học hành gì đâu mà kêu. Học sinh nó không kêu được bởi vì nó là trượt bạch. Nó có biết nói tiếng người đâu mà nó nói. Mà ví dụ nó còn nói câu các bài cũng chẳng hiểu được đâu. Đúng là Ngọc Hoàng có khác dạ, rất tỉnh và đẹp dai. Chuyện Ngọc Văn Hoàng không đùa được đâu. Cái quần của anh thì bảo vệ môi trường cho cái gì? Môi trường sống của những loài chim quý. Đất đai là nền tảng của cuộc sống, cũng như chiếc quần là nền tảng được treo phần dưới cơ thể của con người, giúp cho chúng ta không ở trạng thái cởi chuồng. Thường bây giờ là một phần tất yếu của cuộc sống. Bỗng nhiên một ngày mà nó đường thông hè thoáng dân không chịu nổi đâu à. Ôi dồi ôi, hiếp quá cái gì đấy? Chị là ai? Tôi không quen chị đi ra đi. Này, hơn 10 km mà bảo là ngắn. Chứ không à, thì cùng lắm là 1-2 km thối thôi. Còn lại là... Rồi làm sao? Khắm. 500 anh em cho hỏi, có phần mềm nào chỉnh sửa mặt dỗ trở thành mịn như mông em bé không? Chụp ảnh theo kiểu là nhất ngu nhì đần, mà nếu cần thì phải thật kinh tởm ấy. Bà cứ
bên đấy đậu đều rất sẵn. Ừ, gia đình có điều kiện cứ đem ra mà dùng thôi. Ừ, đậu cứ chụp bình thường là đã ra kinh tởm rồi. Các táo phải hết sức bình tĩnh. Rồi. Sau đây sẽ là một thông tin mà Ngọc Hoàng vừa nói cho ta. Thôi nói luôn đi. Đấy. Lãnh đạo rút lui cuộc vui bắt đầu. Ôi ghế ơi là ghế. Ghế không có ta thì ghế vẫn là ghế. Mà ta không có ghế thì đời ta bông hóa hư vô. Không thèm chơi nữa. Đen thôi chứ đỏ thì quên đi. Tôi nói luôn với cả mọi người này. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi vu oan vá họa cho ai cả nhá. Tôi thề với mọi người luôn này. Tôi mà nói dối hai đầu gối tôi bằng nhau. Tôi mà nói sai thì tai tôi có lỗ. Đây, trước thiên đình đây có hai cái bóng đèn đây. Tôi mà nói sai là bóng đèn thiên đình vẫn sáng nhá. Đối với em bây giờ, ghế là thứ tồn tại duy nhất. Còn tất cả những thứ khác có hay không có không quan trọng. Không có đâu, chúng mình kiểu gì vẫn là nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường.